Chúng ăn cái gì đây? Cơm cháy. Cái này ai cho con? Bà ở đâu? Cơm cháy Ừ. này nó là Có ngon không? cơm cháy nếp cái hoa vàng ngon mà ăn này lại ngon mà hay còn ăn cái này đây cái này xong là tí nữa ông bẻ tiếp ăn rồi vừa ruốc thôi còn để dành đấy còn ăn thế là nhiều đấy ăn ăn cơm đấy cái này cho đấy. Cẩn thận nó rơi nền đấy nhá. Ngon không? Thế con đã mời ai chưa? Quên, thế mời lại. Ăn là phải mời chứ. Nhà có củ đậu thì không ăn. Ừ? Cái này ngon hơn nữa. Thôi không ăn thì thôi. Giờ đây ông bỏ vào 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 túi đây. Con ăn Thôi bếp. ăn thế thôi. Con ăn bếp hết đây. Cất đi mai ăn tiếp. Mai ăn tiếp nhé. Mai đi học này ăn tiếp con nhé. Ông bỏ vào túi đây đã tháo rồi là cái túi này. Không là Đi đâu đây? Đi rửa tay lau mồm mới nhá. Nhớ chưa? Ra đây bố bảo. Trước khi ăn thì phải làm sao? Ừ. Sau khi ăn xong thì phải làm sao? Ừ? Sau khi ăn xong thôi mà. Thì phải làm gì? Ừ. Rửa tay và làm gì nữa? Ừ. Và đây nhớ đi lấy tăm cho mọi người đấy nhá, nhớ chưa? Con toàn quên lấy tăm thôi, hiểu chưa? Rồi đi rửa tay đi nhá nè.